Em Gấm Nguyễn xin chào tất cả các anh chị đang xem kênh nha. Thì hôm nay em sẽ lên nồi áp suất và một số đồ hộp đồ điện hàng Nhật Bản nha anh chị. Anh chị khách mới xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh và bấm chuông để mình cập nhật được những cái video mới nhất nha. Và hình thức chốt đơn là các anh chị cứ gọi theo số điện thoại ở phần tiêu đề để mình chốt đơn nha, hoặc là kết bạn Zalo để em xác nhận lại hình ảnh cho mình nha các anh chị. Hình thức thanh toán thì anh chị chuyển khoản hoặc cọc để em đi đơn nha, không ship code nha. Chuyển khoản 100% thì đơn trên 500k sẽ được miễn phí ship nha anh chị, và đơn dưới 500k thì mình cộng ship vào giùm em ha. Đó là quy cách làm việc bên shop em nha anh chị. Và khi anh chị nhận hàng, anh chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha, đồng kiểm cùng shipper giùm em nha anh chị. Và những cái nồi áp suất ở đây thì em bán cho các anh chị thì em sẽ bao test hoạt động ok nha anh chị. Khi anh chị chốt đơn em sẽ làm một cái clip em test, em gửi qua Zalo cho mình xem trước khi em gửi hàng nha. Rồi, đầu tiên em sẽ lên cái mã hàng đầu tiên ha. Đầu tiên em có cái nồi áp suất này, dung tích của nó là 3,5 lít nha anh chị. Hàng Fiedler của Đức nha. Hàng hiệu của Đức nha anh chị, Fiedler ha. 3,5 lít. Nấu được bếp từ nha, độ mới cao giùm em nha anh chị. Rất là đẹp. Ron cũng bao ok cho các anh chị luôn ha. Ron nè, rất là đẹp, ron mềm dẻo luôn. Em này miệng 23, sâu lòng là 10. Đồng thời em sẽ báo dung tích và em sẽ đo kích thước nha, để mình hình dung được cái nồi của mình là nó bao nhiêu để mình mua ha. Cái nồi này dung tích là 3,5 lít cho em nha anh chị. Nồi này em bán 900 nha, mã số 1. 900 nha anh chị, mã số 1 cái nồi này cho em nha. Mã số 2, em có cái nồi này dung tích của nó là 3 lít. Nấu được bếp từ nha. Đây anh chị, ron còn rất là đẹp nha, rất mới. Dày nặng và nấu được bếp từ. 3 lít nha. Em này miệng 20, sâu lòng là 10 phân nha anh chị. Nồi này em bán cho anh chị 550 nha, mã số 2. Rồi, cái nồi này em bán cho anh chị 550 nha anh chị, mã số 2 cho em nha, nấu được từ. Rồi, mã số 3, em có cái nồi này 4,5 lít, hiệu Tefal của Pháp nha anh chị, tay cầm, một tay cầm nè. Em này thì dung tích của nó là 4,5 lít. 4,5 lít nha, hai đáy nha anh chị, nấu được bếp từ cho em ha. Đây, ron bao đẹp nha anh chị, ron còn rất là đẹp. Ron nó trong đây nè. Còn mới đẹp lắm. Bao test ok cho các anh chị luôn. Lòng đẹp luôn. Em này miệng 23, sâu là 12 phân cho em ha. Miệng 23, sâu là 12 phân, đẹp lắm luôn. Nồi này để cho anh chị 900, mã số 3 nha, 4,5 lít. 900 cho em ha anh chị, mã số 3 nha. Mã số 4 em có cái nồi này 3 lít. Rất là đẹp. Nấu được bếp từ. Đây ron bao đẹp cho anh chị. Quan xả nó nằm ở đây. Này miệng 20, sâu là 10 phân nha anh chị. Nồi này để anh chị 600, mã số 4 nha. 600 nha anh chị, mã số 4 nha. Rồi, mã số 5 em có cái nồi này 3,5 lít, thương hiệu Vitarat của Mỹ nha. Một lớp liền nguyên khối cho em nha anh chị. Nấu được bếp từ. Đây ron kiểu nó là như thế này ha. Em này đường kính 20, sâu 11. Nồi này em bán 700, mã số 5 nha.
700 nha anh chị, mã số 5, 3,5 lít. Rồi nồi này mã số 6 nha anh chị, 3 lít. Thương hiệu của Nhật nha, nấu được từ nha anh chị. Đây, ron còn rất mới, rất đẹp luôn. Lòng nồi cũng còn rất là mới. Em nồi này miệng 23, sâu là 10 nha anh chị, nấu được bếp từ. Nồi này em bán cho anh chị 650, mã số 6 nha. 650, mã số 6 nha anh chị, của anh xã nó nằm trên đây nè. 650, mã số 6 nha. Rồi em lên cái nồi này là 5,5 lít, mã số 7 nha anh chị. Nấu được từ 5,5 lít giùm em nha. Ron rất đẹp luôn. Nồi đẹp luôn nha anh chị. Hai đáy nha, nấu được bếp từ. Đường kính 23, sâu 14 phân nha. Nồi này để cho anh chị 800, mã số 7 nha anh chị. 800, mã số 7, 5,5 lít. Rồi em lên cái nồi này mã số 8 nha anh chị. Nồi này là dung tích nó là 4 lít. Cái kiểu nó nhìn rất là ngầu nha, kiểu nó ngầu lắm. Mình xoay qua như thế này mở lên. Cái này ron nè, ron của nó thì nó có hơi bị ngã vàng nhẹ nha. Nè, nó có bị ngã vàng nhưng mà nó nhẹ, nó còn mềm dẻo, còn rất là tốt nha, không có bị lỗi lầm nha anh chị. Nó chỉ ngã màu vàng nhẹ thôi nha. Mình để vô mình xây cái nắp lại là được rồi nha anh chị. Nồi này là 4 lít, quan xả nó nằm đây nè. Quan xả nó nằm đây. Rồi, nồi này em bán cho anh chị 900, mã số 8 nha. 900k nha anh chị, mã số 8 nha, 4 lít. 900, mã số 8. Em lên cái nồi này mã số 9 nha. Có từ 3 lít nha anh chị, mã số 9 cho em nha. Đây, ron còn mới đẹp nha. Làm có cái vỉ hấp. Nấu từ ok nha anh chị, hai đáy nha. 3 lít. Em này miệng 20, sâu lòng là 12 phân nha anh chị. Nồi này em bán 600, mã số 9 nha. 600 nha anh chị, mã số 9 nha. Rồi em lên nồi này mã số 10. Nấu được từ. Nồi này cũng là hiệu Tây Phan nha anh chị. Tay cầm, một tay cầm, còn cái kia là hai tay cầm ha. Em này dung tích là 6 lít. Ron còn mới đẹp nha. Đây. Hai đáy nha anh chị, nấu được bếp từ cho em nha. 6 lít. Miệng 23, sâu lòng là 16 nha. Nồi này em để cho anh chị 900, mã số 10 ha. 900 nha anh chị, mã số 10 nha. Rồi em lên nồi này mã số 11, dung tích của nó cũng là 6 lít nha anh chị. Nấu được từ, độ mới cao cho em ha. Hai đáy nha anh chị, rất là dày. Dày lắm. 6 lít. Cục xả nó nằm đây nha. Đây ron còn đẹp nè. Cái nắp của nó bị kiểu xài rồi, cái vệ sinh nó bị dày, bị nó bị nám nám xíu như thế này nha anh chị. Cái này không vệ sinh không ra nó vậy á. Nồi thì còn rất là đẹp. Dày lắm, nồi này 6 lít. Em này miệng 23, sâu là 16 phân nha anh chị. Nồi này em bán anh chị 900, mã 11 cho em ha. 900k, mã số 11 nha. Rất là nặng luôn. Rồi lên tiếp nồi này mã số 12 nè. Nồi này 6 lít cho em ha.
Này quan xả nó nằm đây nè, mình nhấn xuống mình xay ha. Đây ron của nó nè. Nồi còn mới đẹp nha anh chị, hai đáy nha, nấu được từ hết nha. 5,5 lít. Em này miệng 23, sâu là 15 phân ha. Nồi này em bán 900, mã 12 nha anh chị. 900 cho em ha, mã số 12. 900 mã 12. Rồi lên cái nồi này, mã số 13, 4,5 lít. Nấu được từ hàng thương hiệu của Đức nha anh chị, hàng Đức. Đây ron còn mới tinh nha. Made in Germany nha anh chị, Made in Germany đây ha. Nấu được bếp từ cho em ha, hai đáy nha anh chị, 4,5 lít. Em này miệng 23, sâu 12 phân nha. Nồi này giá là 900, mã 13 nha anh chị, hàng Đức nha anh chị, thương hiệu của Đức. 900 cho em ha, mã số 13, 4,5 lít. Rồi em lên cái nồi này, mã số 14 nha anh chị. Nồi này là 6 lít, nấu được bếp từ. Đây ron đó nè, có cái vị ha. Đây anh chị hiểu nó nè, bóng đẹp lắm, nấu được từ. Em này miệng 24 nha anh chị, sâu là 14 phân nha. Nồi này em bán cho anh chị 950 nha, mã 14 nha anh chị, 950 mã 14 nha. Rồi lên tiếp nồi này, mã số 15, nấu được từ 5,5 lít nha anh chị. Quan xả nó nằm đây. Đây ron cũng còn rất là mới đẹp luôn. Em nồi này là hàng China xuất Nhật nha anh chị, thương hiệu hàng China xuất Nhật nha. Hai đá nha, nấu được bếp từ 5,5 lít. Miệng 23, sâu lòng là 13 phân ha. Nồi này em bán cho anh chị 900, mã 15 nha anh chị, 900 mã 15. Rồi lên tiếp nồi này 5,5 lít, mã số 16 nha. Nấu được bếp từ cho em nè. Đây ron cũng còn rất là đẹp luôn nha anh chị. Nấu được bếp từ cho em ha, hai đá nha anh chị, còn mới đẹp hiệu nữa nè. 5,5 lít. Em này miệng 23, sâu 15 phân nha. Nồi này em bán 900, mã 16 nha anh chị, 900 mã 16 nha. Rồi lên tiếp nồi này 4,5 lít, nấu được từ. Nồi này là hàng thương hiệu của Đức nha anh chị, hàng Đức nha, Made in Germany nè, hàng thương hiệu của Đức. Hai đáy nè, nấu được bếp từ cho em 4,5 lít nha anh chị. Ron nè, bốn phẩy năm lít. Em này miệng 20, sâu 14 nha. Nồi này em bán 750, mã 17, 750 nha anh chị, mã 17 nha. Rồi lên tiếp nồi này, mã số 18, nấu được bếp từ. Nồi này dung tích của nó là 6 lít cho em ha. Quan xả nó nằm đây nha anh chị. Tay ron còn rất là mới đẹp. Cục xả này là nó rời cho nên là nó rớt ra là bình thường nha anh chị, nó là rời. Nồi còn rất là đẹp nha anh chị. Hai đáy nha, nấu được bếp từ, dung tích là 6 lít. Em này miệng 23, sâu là 14 phân. Nồi này em bán cho anh chị 900, mã 18 nha. 900 cho em ha, mã số 18 nha anh chị. Rồi lên tiếp nồi này, mã 19 nè,
nấu được biết từ nồi này hàng của Đức luôn, 4,5 lít. Đây ron nè anh chị, bốn phẩy năm lít hai đáy nha, nấu được biết từ nha anh chị. Em này miệng 23, sâu là 13 phân. Nồi này nấu từ ok nha anh chị. Giá là 900, mã 19 nha. 900k, mã số 19 cho em nha. Rồi em lên cái nồi này 5,5 lít, mã số 20. Không từ nha anh chị, nồi này không có nấu được từ. Độ mới cao. Ron bao đẹp luôn. Nồi này còn được cái ca tay lô, cái vỉ ha. 5,5 lít cho em nha anh chị. Em này miệng 22, sâu là 14 nha. Nồi này em bán cho anh chị 800, miệng 20. 800 cho em nha anh chị, mã số 20. Rồi em lên cái nồi này mã 21 nha anh chị, 5,5 lít nấu được bếp từ. Quan xả nó nằm ở đây, mình nhấn mình xay ra nha. Đây ron nó như thế này ha. Đây nha anh chị, em này cũng là hàng China xuất Nhật nha anh chị. Đây em này miệng 23, sâu 15 phân. Nồi này em bán 900, mã 21. Nồi này em bán 900 nha anh chị, mã 21 nha. Rồi lên tiếp nồi này 4,5 lít của Đức nữa nè, mã số 22. Có từ nha anh chị. Đức ha, Made in Germany nha, 4,5 lít nha anh chị. Hai đáy giùm em ha, nấu được bếp từ. Đây ron đây nha. Em này miệng 20, sâu 15. Nồi này em bán 750 nha anh chị, mã 22. 750, mã 22 cho em ha. Rồi em lên cái nồi này mã 23. Nồi này là 3 lít nha anh chị. Hàng thương hiệu của Nhật. Đây ron còn rất mới nha anh chị, ron còn đẹp lắm. Em này miệng 23, sâu là 10 phân cho em nha. Nồi này em bán cho anh chị 650 ha, mã 23. 650, mã 23. Rồi lên tiếp nồi này mã 24 nè, 4,5 lít. Nấu được bếp từ cho em nha. 4,5 lít. Ron đẹp luôn. Đồng đẹp luôn nha anh chị. Miệng 20, sâu 15 phân. Nồi này em bán cho anh chị 700, mã 24 nha. 700 cho em nha anh chị, mã 24 ha. Rồi em có cái nồi này của Pháp nha, nhưng mà cái nắp inox đáy nhôm, đáy nó bằng nhôm đúc. Cái này là cái kiểu nó vậy nha, chứ không phải ghép nha anh chị, kiểu nó vậy ha. Đây ở trên là inox ha, bên dưới nó là nhôm. Hàng của Pháp. Đây ron bên trong đó nè, ron nó còn bụi phấn luôn á, ron này là chưa sử dụng luôn á, còn bụi phấn nè, ron còn mới. Này bằng nhôm nha anh chị, nhôm nè, kiểu của nó là vậy. Em này dung tích nó là 4 lít. Em này miệng 23, sâu là 12 phân.
Nồi này em bán cho anh chị 700, mã số 25. 700 cho em ha, mã 25, quan xã ở đây nè. Rồi, em lên nồi áp suất Pháp nha. Em có nồi này 4 lít. Nồi Tây Phan của Pháp nha anh chị, độ mới cao nè. Dung tích của nó là 4 lít, mắc in phờ răng luôn nha anh chị. Hai đáy nha, nấu được từ rất là mới. Ủa? Cái này sao nó cứng ta? Cái này nó, cái nắp nó bị kẹt ở đâu rồi? Cái này lát em mở ra sao nha. Này em mở ra sao nha anh chị. Tổng thể siêu đẹp, không có lỗi lầm gì hết nha. Này lát em mở ra được. Này 4 lít nấu được bếp từ. Này em bán 1.700.000 nha anh chị. Mã 26 nha. Một xíu em sẽ mở ra sao nha. Giờ nó bị kẹt như vậy em không có biết cách xử lý. Nó có quanh xả đây nè. Rồi cái này em bán 1.700.000. Lát em mở sao nha. Mã 26. Rồi em lên cái nồi này, mã số 27 nha anh chị. Nồi này dung tích của nó là 6 lít, siêu đẹp. Đây, ron bên trong đây ha. 6 lít nha anh chị. Có vị không? Tay mát in phờ răng nha, nấu được bếp từ hết nha anh chị. Những cái nồi này là nấu được từ hết luôn. Miệng 23, sâu là 16 phân cho em nha anh chị. Rồi cái nồi này độ mới cao. Nồi này để cho anh chị 2 triệu nha, mã 27 nha anh chị. 2 triệu mã 27 cho em nha. Rồi lên tiếp nồi này, mã số 28 nha anh chị. Nồi này cũng là dung tích 6 lít, hiệu Tây Phan của Pháp luôn nha. Quanh nó gòn, nó còn mới đẹp lắm nha anh chị. Đẹp lắm. 6 lít. Có cái sửng nha. Hàng chuẩn Pháp nha anh chị. Rất là đẹp. Nồi này 6 lít luôn, bán cho anh chị 2 triệu, mã số 28 nha. 2 triệu cái nồi này cho em nha anh chị, mã 28 nha. Rồi em lên cái nồi này, mã số 29. Nồi này 4 lít, có đồng hồ hiển thị thời gian nha. Mình chỉnh bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút thì mình chỉnh ở đây. Nó sẽ báo giờ cho mình nha. Giống như đồng hồ báo giờ á, hẹn giờ á. Ron nè. Nói chung là mấy nồi này thì ron mà anh chị yên tâm ha. Ở đây thì em đã kiểm tra hết rồi. Bốn lít, hàng chuẩn mắc in phờ răng của Pháp. Em này miệng 20 nha, sâu là 13 phân nha anh chị. Nồi này em bán cho anh chị 1.800.000, mã số 29 ha. 1.800.000 nha anh chị, mã 29 nha, 4 lít. Rồi lên cái nồi này, mã số 30. Lớn theo lớn, nhỏ theo nhỏ lên. Em có nồi này 6 lít. Cái nồi này thì cái kiểu của nó là bật lên bật xuống. Còn cái nồi nãy là cái nút nhấn ha. Còn này bật lên bật xuống. Lòng đẹp, nồi đẹp nha anh chị. Mắc in và răng nha. Nè, thương hiệu của nó này. Có biểu tượng hình cái tháp luôn. Em
này miệng 23 sâu 16 phân 6 lít. Nấu được tất cả các loại bếp. Em nồi này em bán 2 triệu mã 30. 2 triệu nha anh chị, mã số 30 nha. Rồi em lên cái nồi này mã số 31 nha anh chị. Nồi này 4 lít, hiệu Tefal của Pháp luôn. Đồng hồ hiển thị giờ, hiện giờ ha. Hàng chuẩn của Pháp nha anh chị. 4 lít. Mới đẹp. Đây ron quan xả của nó nằm đây, cái ron của nó ha. Bốn lít mới đẹp, sáng bóng, không có lỗi gì hết. Em này miệng 20 sâu 13. Nồi này em cũng bán cho anh chị 1 triệu 8, mã 31. 1 triệu 8 nha anh chị, mã số 31 cho em cái nồi này ha. 4 lít nha anh chị, 1 triệu 8, mã 31 ha. Rồi em lên cái nồi này mã số 32, cũng là hiệu Tefal của Pháp, 4 lít. Bật lên bật xuống nha. Này nó có vị khách nè. 4 lít nha anh chị. Nấu được từ hết nha. Em này miệng 20, sâu là 13 phân. Rồi nồi này em bán cho anh chị 1 triệu 7 nha, mã 32. 1 triệu 7 cho em nha anh chị, mã số 32 nha. Rồi em có cái nồi này 6 lít, mã số 33. Có từ nha anh chị. Kiểu dáng nó nhìn cũng rất là ngầu, này hàng Nhật. Hàng Nhật không phải hàng Pháp nha. Đây mình bật lên. Đây ron bên trong nè. Nắp nó nhìn rất là nặng luôn. Cho anh xả nó đây nha anh chị. Mình xay ở đây nha. Em này miệng 23, sâu là 16 nha anh chị. Nồi này để cho anh chị 1 triệu 2 thôi nha, mã số 33. 1 triệu 2 nha, mã 33. Rồi em có lên cái nồi này mã số 34 nha. Nồi này 4 lít, hàng thương hiệu của Pháp, Tefal của Pháp nè, quan xả nó nằm đây. Cái nồi này nó đặc biệt một cái là cái quai của nó bật, có thể tháo rời. Cái quai nó tháo rời hai bên luôn. Đây. Đó, mình chỉ cần bật xuống là nó sẽ bung ra ha. Đây. Đó. Kiểu này thì mình có thể cất ở trong tủ nó gọn ha. Không có cần cần. Cái nồi này mới chưa sử dụng luôn á các anh chị. Ron nó còn bụi phấn luôn nè. Đó, còn mới đẹp. Ron còn bụi phấn luôn á. Nồi này nó còn catalog. Còn catalog, còn sẵn hết, chưa sử dụng luôn nha anh chị. Này. Còn mới chưa sử dụng nha. Cái nồi thì nó nặng, cái cốt nó nặng cực kỳ. 4 lít nha anh chị. Này 4,5 lít chứ. 4,5 lít. 4,5 lít. Mắc in và răng cho em ha. Đó cái chữ nó xung quanh cái viền nè. Nấu từ ok cho em ha. Hai bên quay nó. Gắn hai bên quai nó vô thì mình cứ để vô vậy thế nào, để vô như thế này rồi bóp lại thôi, đơn giản lắm. Cái tay cầm của nó chế rất là hay luôn đó. Đó.
này. 4 lít, 4,5 lít. Này 4,5 lít cho em nha anh chị. Nồi này em bán 2 triệu, mã 34 nha. 2 triệu cho em nha. Độc đáo, mới đẹp, chưa sử dụng. Rồi, em này giá là 2 triệu, mã 34 nha anh chị. Rồi, em có cái nồi này mã số 35. Nồi này thì quay gặp, quay của nó mình bắn bật xuống được. Hai bên. Đó, mình bật xuống được. Nút nhấn. Nồi còn rất là đẹp nha anh chị. Đẹp lắm luôn. Nồi này có cái sửng hấp. Nồi cũng rất đẹp luôn. Em này miệng 23, sâu 16 cho em nha. Rồi nồi này em bán 2,2 triệu, mã số 35. 2,2 triệu nha anh chị, mã số 35, quan xã nó nằm đây. 2,2 triệu ha, mã 35. Em lên cái nồi này mã số 36 nha. Dung tích của nó là 6 lít. Em này đúng ra nó có cái đồng hồ để mà hẹn giờ, nhưng mà nó bị rời, nó bị rớt mất nha. Nhưng mà nó vẫn không ảnh hưởng gì tới cái nồi nha anh chị, nó vẫn hoạt động ok ha. Cái này thì cái quan xả nó là cái nút này nè, mình bật qua bật lại như thế này thôi, chứ không có cái quan rời như cái nồi khác nha. Cái kiểu nồi nó vậy. Đây, nồi này cũng còn mới đẹp. Nói chung là những cái này là đa số là đồ đẹp nha. Đồ em tuyển, đồ em tuyển chọn từng cái nên là nó sẽ rất đẹp. 6 lít. Em này miệng 23, sâu là 16 cho em nha. Nồi này em bán cho anh chị 1,8 triệu, mã 36 nha anh chị. 1,8 triệu cho em nha, mã 36 ha. Rồi em còn cái nồi này mã số 37 nè. Nồi này 5,5 lít cho em nha anh chị. 5,5 lít. Đây ron còn rất mới nha. 5,5 lít. Lòng đẹp, nặng lắm, mấy cái nồi này thì rất là nặng. Em này miệng 23, sâu là 15 phân nha anh chị. Nồi này giá 900, mã số 57 nha. 900 cho em nha anh chị, mã số 57 nha. Ủa 37, nhầm 37 nha anh chị. Rồi em lên cái nồi này mã số 38 nha. Nồi này là 5,5 lít. 5,5 lít cho em nha. Ron đẹp. Nấu từ ok hết nha. Nồi này nấu được từ nha anh chị. Em này miệng 23, sâu là 14 phân nha anh chị. Nồi này giá là 900, mã số 38 cho em ha. 900 nha anh chị, mã 38 ha. Rồi em còn cái nồi áp suất điện nè anh chị. Em nồi này nồi áp suất điện ha. Nồi này vừa làm áp suất điện mà mình cũng có thể dùng để nấu cơm cũng được nha anh chị. Nồi này kiểu dáng nó đẹp. Em nồi này hàng China xuất Nhật nha. Điện 100W,
công suất là 1000W nè, công suất 1000W, hàng đáp 2020 nha anh chị, hàng China xuất Nhật. Chỉ cần anh chị nhìn thấy cái tem này là mình biết chắc chắn rằng nó là hàng Nhật ha, hàng gia công cho Nhật nha. Rồi mình mở nắp bằng cách là mình xoay cái nắp ha. Đây anh chị, ron bên trong nè. Đây cái nồi. Nồi này lòng có xước nhẹ xíu nha. Nồi này mình có thể nếu mà nấu cơm thì khoảng được 1 lít gạo nha anh chị. Nấu cơm thì khoảng 1 lít gạo nha. Này em đo kích thước luôn nha anh chị. Em này đường kính là 22 ha, sâu là 10 phân. Miệng 22, sâu 10 phân. Này bên đây nó bị dơ, em chưa có vệ sinh ra, chưa có vệ sinh luôn. Này khui ra rồi chưa có rửa, chưa có chùi, nó còn đẹp. Em này trong nồi nó để là 4 lít, cái này giống như là 4 lít nước vậy đó nha anh chị, chứ không phải 4 lít gạo nha. Ở đây nó có để 4 lít nè, chắc khoảng 4 lít nước á. Nó có để 4.0 nè, nhưng mà thực tế thì mình nấu cho nó khoảng gạo thì mình nấu nó khoảng chừng 3 lon gạo nè. Còn này gia đình 4 người ăn thì mình mua cái nồi này sử dụng được nè, sử dụng là vừa luôn ha. Nồi này bao test hoạt động ok, và anh chị lưu ý là điện 100V ha, cái nào đồ điện thì mình lưu ý cái dòng điện giùm em ha. Đó, mình chỉ cần xay vậy là mình sử dụng thôi ha. Qua anh xã nó nằm đây. Rồi cái nồi này em bán 1.1 triệu nha, mã 39 nha anh chị. 1.1 triệu, điều chỉnh các nút mình điều chỉnh ở đây. 1.1 triệu cho em ha, mã số 39 nha anh chị. Lưu ý là điện 100V ha. Rồi em còn cái nồi này màu đỏ nè. Em này dung tích của nó cũng nhỏ thôi nha. Em này công suất là 700W nha, dung tích trên nồi nó để là 2 lít và đáp 2019 cho em ha, màu đỏ nha anh chị. Đây, mình nắm cái cục này nè, mình xay ha. Đó, mình nắm mình xay mới được, còn để vậy là mình xay không được. Nè. Để vậy là mình không xay được, mình dỡ lên mình xay ha. Rồi mình dỡ lên, nè, ron bên trong đây nè. Có dây điện rồi nha anh chị, dây điện nó nằm ở đây. Lòng nồi. Nồi này nếu mà nấu cơm thì nấu khoảng 1 lon gạo nha, một người ăn á, nồi nhỏ nha anh chị, lưu ý ha. Cái này mình ghim điện lên nó sẽ hiển thị giờ ở đây nè, đồng hồ ở đây mình sử dụng. Nồi này mình để vô mình cũng phải có cái cách để mình để vô nè, nó có cái vòng tròn nè, mình phải để vô tương ứng nha. Rồi nè, đó mình để đúng thì nó sẽ vô liền ha. Rồi mình xay lại vậy là ok nha anh chị. Rồi nồi này em bán 900, mã 40, 900 cho em ha, mã số 40 nha anh chị. Rồi em có cái máy pha cà phê nè, bằng điện nha. Em này hàng xài lướt nha anh chị, hàng xài rồi, không có hộp nha. Điện 100V nha anh chị. Này là chỉ pha cà phê, em tắt bật ở đây. Cốc thì cốc thủy tinh ha. Nè, ở trên đây mình bật cái nắp ở trên đây nè, mình bật lên ha. Nè, bên trong cái lưới nó còn mới lắm. Cái này lưới để mình để cà phê vào đây để mình pha nè. Nước thì mình để ngăn bên đây, mình để nước bên đây, còn cà phê mình để bên đây. Rồi xong là mình chỉ việc bấm nút thì nó sẽ tự pha cho mình uống ha. Máy này kiểu dáng nó cũng đẹp nha, ở trên nó bằng inox nè, xung quanh nó cũng bằng inox á, mình vệ sinh nó sẽ dễ dàng hơn ha. Em này điện 100W, hàng chuẩn nội địa Nhật nha anh chị. Cái nồi cái
Pha cà phê này là hàng chuẩn Nhật chứ không phải hàng chai na xuất nha, toàn là tiếng Nhật thôi. Cái ba cái pha cà phê này em bán 600 nha anh chị, mã số 41 nha. Điện 100W nha, lưu ý cái dòng điện nha anh chị, điện là 100W ha. Công tắc mình bật ở đây là xong thôi ha. Mình để cà phê để nước vào là mình bật công tắc là mình có cà phê mình uống ngay ha. Rồi cái máy này 600 cho em ha, mã 41 nha. 600 mã 41 nha anh chị. Rồi, 42 thì em có cái nồi lẩu, nồi này không phải nồi lẩu mà là cái nồi chiên. Chiên nướng nha. Nồi này hiệu Yorushi cho em nha anh chị. Hiệu Yorushi nồi nhỏ mini size 20. Có catalog đồ đầy đủ nha anh chị. Đây, nồi này mình chiên nướng chiên ít ít á thì mình ghim điện lên mình chiên. Nồi này điện 100, công suất là 610W nha, đáp là 95. Em này cũng là hàng chuẩn nội điện Nhật nha anh chị, hiệu Yorushi ha. Size 20 cho em nha anh chị. Chống dính còn mới đẹp lắm, có catalog đồ đầy đủ nè. Cái này em bán cho anh chị 300 nha. Catalog nè. Nồi này em bán cho anh chị 300, mã 42. 300 cho em ha, mã 42 nha. Nồi lẩu điện màu đỏ nè, mã số 43. Nồi lẩu nha, có cái hộp còn mới qua sử dụng, còn rất đẹp. Đây nha anh chị, nồi còn đẹp lắm. Size 24 nha anh chị, nồi này là size 24 nha, lòng siêu đẹp luôn, còn mới mà sao không đẹp được. Đây màu đỏ cũng siêu đẹp. Nồi này mình ăn lẩu nha, lẩu có cù lao ngay giữa. Nồi này điện 100, công suất là 1050. Em nồi này thì cũng là hàng chuẩn nội địa Nhật nha anh chị, không có made in China ở trên đây nha, hàng chuẩn Nhật ha. Size 24 nha, sâu của nó khoảng 6 phân nha anh chị. Đó, cái nồi này là như thế này, nồi rất đẹp. Nồi này em bán 600, mã số 43. 600 nha anh chị, mã 43 cái nồi này cho em ha. 600 mã 43. Đâu rồi? Rồi em có bộ nồi này. Bộ nồi này là một cái bếp thăm và một cái nồi men. Nồi men này nó còn mới chưa xài, nhưng mà do quá trình vận chuyển thì nó có bị lỗi ngay tay cầm, với lại bên trong một xíu nè. Bên ngoài không có nha, chỉ lỗi bên trong ngay này, với lại cái tay này là do bị cấn ngay điểm này. Rồi ngoài ra là không có vấn đề gì hết nha anh chị. Cái nồi lẩu này mình nấu được từ luôn. Nồi này thì size 22, sâu của nó là 8 phân nha, với một cái bếp hâm. Bếp hâm này điện 100W nha anh chị, công suất là 90W nha, hàng chuẩn nội địa Nhật nha. Rồi cái bộ này do là cái nồi nó có bị lỗi nè, nên bộ này em bán cho anh chị 300, mã 44 cho em nha. 300 nguyên bộ nha anh chị, mã số 44 nha. Lưu ý là điện 100W cho em ha. 300 mã 44. Rồi mã 45, em có cái bếp thăm nè. Bếp thăm này rất là đẹp, kiểu dáng rất đẹp. Những cái bếp này là hàng chuẩn nội địa Nhật nha anh chị. Điện 100, công suất là, cái này là công suất 70W nha, hàng nội địa Nhật, còn mới chưa sử dụng. Công tắc nó nằm ở đây.
bếp hâm này mình có thể nấu được nhiều loại nồi nha, loại nào mình nấu cũng được, nó không có kén nồi nha anh chị. Cái này nó chỉ hâm nhiệt độ đến khoảng 90 hoặc là 100 thôi, chứ không có sôi nha, không có sôi mạnh như mấy cái nồi bếp tự nha. Này chỉ sôi nóng vừa phải thôi. Rồi cái này em bán 200, mã số 45. 200 nha anh chị, mã 45 điện 100 nha. Rồi em còn cái nữa nè, 200 mã 46 nha. Hàng chuẩn nội địa Nhật. Em nồi này điện 100 nha, công suất là 90W, hàng Nhật. Này em bán 200 mã 46 nha anh chị. 200 mã 46 cho em ha. Rồi em lên cái nồi này, mã số 47 nè. Em lên cái nồi này mã 47 nha. Cái bếp làm bánh anh chị, cái này nó còn hợp nhưng mà lòng nó có bị trầy, do người ta sử dụng rồi thì nó có bị trầy trong lòng như thế này. Rồi cái này vừa bán vừa tặng nha, vừa bán vừa tặng cho anh chị luôn. Trong lòng nó có trầy như thế này nè, do người ta có xài rồi nó có bị trầy. Rồi cái này vừa bán vừa tặng cho anh chị 100k nha, mã số 47 100 cho em ha, mã 47 nha, điện 100W. Em này hàng China xuất Nhật nha anh chị. Nhớ là điện 100W và em có bán lỗi cái này, vừa bán vừa sale nha, 100k. Anh chị nào có chốt này thì phải chốt thêm món khác nữa nha. Nếu mà 100 không có đủ đơn em không có chốt được nha anh chị. 100 cho em ha, mã 47 nha. Rồi, mã 48 em có cái nồi lẩu này nè. Nồi lẩu này em cũng có cái hộp. Nó có cái hộp luôn. Nồi lẩu này thì nó cái kiểu nó là nó như thế này ha, mình không xài cái này là bên Nhật người ta uống rượu anh chị, rượu nóng vào mùa lạnh á. Mùa lạnh thì người ta uống cái này ha. Nắp gỗ nè. Nè nó có hai cái này để đẩy cái nắp tròn này nè. Đây anh chị, nồi lẩu điện nha, có cái ngăn nè. Cái nồi này mình có thể tháo rời ra được luôn, còn mới chưa sử dụng nha anh chị. Ghim điện vô đây là mình đặt cái nồi lên là mình ăn lẩu được rồi. Nồi này hàng chuẩn Nhật, điện 100, công suất là 100W luôn nha anh chị. Hàng chuẩn Nhật nha. Này sao có 100W mà sao ăn lẩu là sao ta? Hôm nay không lẽ này hâm hay là ăn lẩu ta? Này em không biết nữa nha anh chị. Này em thấy nó để công suất là 100W nha. Nhưng mà này nó kiểu dáng nó là kiểu nồi lẩu. Có đồ ngăn. Cái này em bán 400, mã 48 nha anh chị. 400, mã 48. Cái này mình bỏ vô đây. Có cái hộp. Rồi, bộ này em bán 400, mã 48 nha anh chị. Rồi, em có cái quạt này, mã 49 nè, cây quạt này. Quạt này nó có đồng hồ nữa nè. Em này điện 100W nha anh chị, hàng China xuất Nhật nha. Test hoạt động ok nha anh chị, còn mới chưa sử dụng ha. Em này nhớ là lưu ý anh chị, lưu ý là điện 100 nha anh chị. Này điện 100 cho em ha. Quạt này em bán 250, mã 49 ha. 250 cho em nha, mã 49 nha anh chị. Rồi mã 50 em có cái này. Xong mặt. Xong mặt nè. Máy xong mặt nè.
mình để tinh dầu rồi vô và mình xông mặt ha, serum rồi đó, mình xông lên da mặt đó anh chị. Em này hiệu Nationan nha cho em ha. Em này hàng China xuất Nhật, điện 100, công suất là 200W ha. Điện 100, công suất là 200W. Đây. Hơi nó sẽ phà ra đường này. Rồi cái máy này em bán 350, mã số 50 ha. 350 nha anh chị. Đây, cái này nè, 350, mã số 50. Đây, máy này còn mới chưa qua sử dụng. Máy làm bánh kẹp, bánh kẹp nha anh chị. Ai thích ăn đồ ngọt bánh kẹp thì mua cái này ngay ha. Em tắt bật ở đây. Rất là đẹp. Còn mới chưa sử dụng nha anh chị. Nhớ đồ điện là 100W dùm em ha. Đẹp lắm, cái này rất là đẹp luôn. Em này điện 100W, công suất là 400W nha, hàng China xuất Nhật. Còn mới đẹp lắm, lưu ý là điện 100W nha. Rồi cái máy này em bán 400, mã 51 nha anh chị. 400K, mã số 51 ha. Nồi rất là đẹp luôn á. 400, mã 51 nha. Rồi em có cái vỉ nướng nè. Vỉ này mình nướng nha. Vỉ này nó bằng gan, nặng lắm. Nhưng mà này xài rồi nha anh chị. Bằng gan ha, nướng xài rồi. Đây. Cái này là mình đặt lên bếp ga. Đặt lên bếp ga hoặc là bếp than để mình nướng thịt đồ nha anh chị. Đó, cái này thì em đo cái vỉ bên trong nha. Cái vỉ bên trong là 24 nha anh chị. Và chiều dài của nó là 32 ha. Dài 32, ngang là 24 nha. Này xài bếp than với lại bếp ga, không có xài bếp từ nha anh chị. Này em bán cho anh chị 300. Mã số của đâu rồi bác thầy? Mã 51 nha anh chị. Cái vỉ này để cho anh chị 300, mã số 51 ha. Này. Nè, đặt lên bếp ga nè, đó, đặt lên bếp ga nè. 300 nha anh chị, mã 51 cho em cái nồi này ha. Rồi video của em đến đây là kết thúc nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem video của em ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại video sau nha.